Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 40 token có ký hiệu là STRT nè các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click xuống link mô tả dưới video mình đang làm tắt chatbot. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller. Rồi các bạn join bắt đầu đợi join tiếp kênh group nữa nè. Hello. Vâng. Rồi các bạn bắt đầu lên các bạn. Rồi bấm nút chat. Rồi bạn lướt cha đi tiếp nha các bạn. Chiều này chỉ gì tại cấp cha là ôi trời. Chiều này không biết bỏ đại đi, bỏ cấp cha khác rồi. N ấy. Y ca. Rồi bạn gây cho bot. Rồi. Tiếp tục các bạn follow Instagram nữa nè các bạn. Trời ơi, cái xác nhận nó follow lại nè. Xin Instagram đó các bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó các bạn lướt xuống nè. Rồi bạn mới đắp lên nè các bạn. Các bạn reward bot likes. Reward này, bài này nè. Rồi các bạn like nha các bạn. Rồi các bạn chia sẻ lên Facebook đi các bạn. Rồi bạn đăng nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại, các bạn có thể chia sẻ lên tài Twitter các bạn. Sau đó thì follow fanpage Facebook nữa. Trên Facebook thì bạn muốn thích nè các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên. Các bạn ghi post Facebook bài này nữa nè. Vô đây thì bạn thích nè các bạn. Các bạn chia sẻ công khai nha các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên. Tiếp tục follow Twitter và Reward nè. Trên Twitter của nó thì bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn tweet bây giờ đi game nè các bạn. Rồi bạn bắt đáp lên nè. Rồi bấm vào submit tên. Rồi bấm done. Submit Google link below file Instagram. Follow Instagram. Submit UGL Instagram thì các bạn nhập vào Instagram mình nha các bạn. Trên Instagram nhập vào avatar của mình nè các bạn. Rồi các bạn nhập vào ba cạnh cùng nè. Các bạn sao chép liên kết nè. Ui trời. Sao chép không ăn nè. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Mình gọi là chatbot nè. Tiếp tục submit URL Facebook thì các bạn nhấp vào Facebook tiếp tục nè các bạn. Rồi trên Facebook thì các bạn nhấp vào mũi tên nè các bạn. Các bạn nhấp vào avatar của mình nè. Nhấp vào ba cánh cùng nè. Các bạn sao chép đường link Facebook mình nha các bạn. Đây là cho bot. Fanpage. Rồi tiếp tục các bạn submit đường link tại Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mang tờ Twitter mình nè. Các bạn nhập avatar, nhập vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhập vào ba cánh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sao chép liên kết với chatbot nè. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ với bên bi sở Machine Best 20 trên chiếc chocolate mình nha các bạn. Rồi sau đó bạn bấm vào balance để check số cạn mình kiếm được nha các bạn. Ok, mình đã nhận được 40 token STRT nè. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nha.